Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em và em là Cường Cây Thần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với clip vào lúc 20 tối hàng ngày. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục lên với sản phẩm đó là áo gió nhé. Và đây sẽ là những kiện gió cuối cùng của năm nay rồi. Chính vì thế nên là chúng ta cố gắng săn sớm nhất có thể để cho chúng ta có áo mặc cho mùa thu đông năm nay. Và năm nay cũng sẽ là một cái năm mà thời tiết được dự báo là rất lạnh. Chính vì thế nên là bắt đầu rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho mùa đông năm nay nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với mã là mã hôm qua hôm kia là mã QR đấy ạ. R, từ R1 đến R khoảng hơn 50 một chút. Và giá ngày hôm nay sẽ là 300.000 cho một sản phẩm. Có rất nhiều The North Face, có rất là nhiều các cái con ngon. Và ngay bây giờ để không mất thời gian, hãy cùng Cường Cây Thần bắt đầu thôi. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có các sản phẩm vẫn ở trong kiện gió, kiện rách kẹt của Hàn Quốc rồi ạ. Thế nên là tem đa phần là tem của Hàn nhé. Mã 1 chúng ta sẽ đến với Nepa. Đây là một thương hiệu của Ý nhưng mà sản xuất tại Hàn này. Đây, tem mác cốt kiện đầy đủ. Rộng vai 42, dài 62 và độ rộng bụng 46. Thì chúng ta sẽ đến ngay với một cái con mà size, nếu anh em mà người nhỏ ấy thì anh em có thể mặc 60-65kg, còn chiều cao thì cứ 1m70 trở xuống là mặc rất đẹp. Đây là một con gió 2 lớp với độ mới trên 90, hàng của Nepa, có mũ nhé. Thì em sẽ nhấn mạnh với mọi người một vài các cái đặc điểm liên quan đến con áo để cho mọi người có thể có được sự lựa chọn nó tốt. Con này mũ có thể tháo rời ra được này. Và hai lớp của nó sẽ có rất là nhiều các cái khóa để rút cái phần hông phía bên dưới ra, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ làm clip thật chậm thôi. Mã này cũng mới trên 90. Mã 2 chúng ta sẽ đến với một cái con của thương hiệu Fluke. Bọn này thì làm những cái con áo sweater cực kỳ chất và xịn. Thì áo gió của nó cũng khá là ngon. Hôm trước có anh em nào hỏi em cái áo đỏ mà có mũ ấy, chống mưa ấy, chống nước ấy. Thì đây này, đây sẽ là cái con dành cho anh ấy. Em thì em bây giờ khách hàng ở trên Zalo của em nó rất là đông. Chính vì thế nên là nhiều khi ấy, phải chia sẻ thật với mọi người luôn là em không thể phục vụ riêng hết được. Thế nên anh em cố gắng chốt trên like giúp em nhé. Cái màu đỏ này thì cũng sẽ ít người hỏi thôi. Thế nên là ai mà thích màu đỏ là sẽ có được một cái con rất là mới của Fluke này. 6572 cân nặng 60-68. Sorry anh em một chút là bởi vì lợi em đang bị sưng nên hôm trước đá bóng, bị đá của bóng vào mồm ấy. Bây giờ nói nó rất khó. 6572 cân nặng 60-68, con này mới 98%, Fluke, tem Hàn. Đẹp lắm. Con này cũng là hai lớp nhé. Và độ mới rất là cao, màu đỏ, có mũ để anh em đi trời mưa và cái mũ này tháo ra được. Mã này mã 2. R3 chúng ta sẽ đến với Fila. Chúng ta sẽ đến với một con chất co giãn với gió sẽ là hai lớp. Vẫn là Goltech này. Đây anh em. À không, con này không phải Goltech, con này Wedding. Con này thì nó không chống nước đâu. À có chống đấy, có chống nước. Với cái lớp như này thì nó cũng sẽ chống nước nhưng mà chống nhẹ. Rộng vai 41, dài 65 và độ rộng bụng 47. Con này màu cam. Và chúng ta sẽ có một cái con với chất liệu mặc cực kỳ là thoải mái vì nó co giãn nhẹ anh ạ. Chúng ta sẽ có 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65. Dành cho anh em nào mờ gầy hoặc ép mặc giúp em nhé. Con này size 95. Tại sao em lại hay nói size số? Bởi vì là nhiều người họ mặc size kiểu số 100 này, 105 quen ấy, thì họ sẽ ấy đi, họ sẽ kiểu chọn được luôn. Mylet với size 105. Tem tác đầy đủ, chất liệu gió là hai lớp, rộng vai 46, dài 78 và độ rộng 52. Con này không có mũ nhá. Thực ra là nó có một cái mũ nhỏ đằng sau ấy nhưng mà con này ở trong kiện lúc em lấy là nó bị mất mũ rồi. 6875 cân nặng 6575 và chúng ta sẽ mặc con này size L. Form của nó đẹp. Rất đẹp nhá. Anh em đừng có đợi đến lúc mà nó lạnh. Đến lúc mà nó lạnh thì tất cả những cái siêu phẩm ấy gần như là bay hết rồi, lúc đấy chỉ còn hàng thanh lý thôi. Thì cứ vào trong mùa đến lúc mà lạnh ấy thì em sẽ cố gắng mở thêm một vài kiện nữa. Nhưng mà những cái con mà kiểu nó ngon lành như thế này, màu đẹp như thế này thì nên săn luôn. Và giá bây giờ cũng đang khá là rẻ rồi. Mã 5 chúng ta sẽ đến với Asics. Và cái đặc trưng của nhà em thì anh em biết rồi nhé, là nhà em không có lên lại hàng. Lúc nào lên lại hàng thì đa phần đều là hàng thanh lý thôi. Rộng vai 46, dài 73, độ rộng 53. Một lớp, hàng cực kỳ đẹp của Asics. Một thương hiệu của Nhật Bản. Nhưng con này thì made in Korea. Tức là đất nước sản xuất ấy, mới cả là đất nước tạo ra cái thương hiệu đấy thì nó
có nhiều khi chả đi qua đến nhau. Anh em biết tại sao không? Ví dụ như kiểu là iPhone của Mỹ ấy, nhà sản xuất tại Trung Quốc ấy, kiểu vậy. Đây con này 6572 cân nặng 60-70. Form size của con này là form size M, cực kỳ chuẩn luôn đấy. Anh em có thể mặc thêm một cái áo len trong phía bên trong cũng được. R5, rộng vai 46, dài 73, độ rộng 53. Con này size cũng L mặc cũng được. Nhưng mà L thì anh em phải size L ấy thì anh em phải khá là kiểu khá là đậm người. Mã 6. Chúng ta sẽ đến với Nepa. Và đây là một con Nepa dành cho anh em nào mà nhỏ hoặc là chị em. Rộng vai 42 thôi ạ và dài 60, độ rộng 46. Đây là một con Nepa siêu nhỏ. Nếu anh em nào mà size M, kiểu mà anh em mặc size M chuẩn thì không nên bon chen con này. Con này chỉ mặc size dưới 1m65 và dưới 63kg thôi. Không cố bon chen nhé, hoặc là anh em có thể mua về để cho những người thân của mình ở nhà mặc cũng được. Bởi vì đây là một thương hiệu của Ý. Và áo này thì nó còn rất ngon. Nepa, con này size S. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Nepa màu vàng đen. Và con này size M này. Con này là hai lớp. Rộng vai 42, dài 62 và độ rộng bụng sẽ 45. M gầy nhé. M gầy hoặc S mặc giúp em. Cứ tầm khoảng 1m70 trở xuống và cân nặng dưới 65 là mặc ok, là rất đẹp luôn. Và bọn này ấy thì đa phần nó đều là các cái khóa ở trên túi ấy, là đa phần là nó đều là khóa ấy, nên nó không có phải là để cái túi riêng đâu. Đa phần đều có khóa ấy. Chính vì thế nên là nó là những con áo sinh ra để du lịch dã ngoại ấy. Thế nên là nó rất là nhiều túi. Mã này mũ cũng tháo ra được. Và đây là mã R7. Toàn siêu phẩm đấy ạ, giá có 300 thôi. Mới lắm, bọn em kiểm tra hết rồi. R8. Chúng ta sẽ đến với The North Face. The North Face thì giá nào cũng chơi được anh em nhé. Một lớp, hai lớp đều chơi được. Rộng vai 41, dài 65, độ rộng 48. Một con siêu phẩm của The North. Trông thế này thôi anh em. Mùa mới mấy triệu một cái con mỏng dính như này, em chả hiểu tại sao lại có thể bán được, mà nó bán chạy nha anh em nhé. Đây 6572 cân nặng 60-68. Riêng bọn The North Face này nó bán rất chạy, mặc dù là cái áo của nó không xứng đáng với cái giá 3-4 triệu anh em ạ. Em thấy thế có một tí vải này. Nhưng mà cái chất này thì mặc lại rất sướng. 9 Order size M. Rộng vai 44, dài 64 và độ rộng bụng 48. Hàng của Order, hai lớp. Vẫn là công nghệ Gore-Tex, vẫn là chống nước. Giá màn. Nhưng mà em nghĩ là con này chỉ mặc size M gầy thôi, 60 đến 65 thôi. Đấy là kg, còn chiều cao thì 65 đến 70 hoặc 72 là hết cỡ nhé. Đây em cao 1m73, nó đến đây, form vừa vặn thoải mái. Nói chung là M gầy hoặc là size S mặc đều được. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 10 và chúng ta sẽ đến với Spyler. Cái con này chắc chắn là anh em săn những cái kiện trước là anh em biết thương hiệu này rồi. Một thương hiệu làm đồ thể thao cực kỳ đẹp. Nó hay làm đồ liên quan đến leo núi. Con này tại sao em lại lấy? Nó giống y hệt một cái con dành cho những anh em kiểu gọi là chơi xe ấy. Tại sao lại như vậy? Em mặc cho anh em xem. Nó giống hệt một cái con mô tô. Đây đẹp chưa? 6572 cân nặng 60-68. Con này đẹp lắm. Này, logo toàn bộ trên này thêu hết nhá. Áo đẹp dã man luôn. Và giá nó không cao. Quan trọng nhất là giá nó không cao, có 3 lít thôi. Mã này là mã R10, R11. R11 chúng ta sẽ quay trở lại với Order. Con này thì lại là size L này. Màu khá là giống con vừa nãy nhỉ. Tem mác cốt kiếc đầy đủ hàng của Order. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng 56. Hàng nhà em chạy nhà anh em biết rồi đấy. Và khi lên hàng luxury kiểu như thế này thì nó còn hết nhanh hơn nữa cơ. Luxury nhưng giá bình dân. 6572 cân nặng 60-68. Đây size L. Nhưng mà size L bọn này form nó gọn lắm, thế nên là cũng không nhất thiết là phải mặc quá rộng đâu. Và em cũng nói luôn nhé, là giá này ấy thì không khẳng định là rẻ nhất, nhưng mà với cái chất lượng này và với những con hàng nước 1 thì đây là giá rẻ nhất dành cho tất cả những con hàng nước 1. Mã này mã 11. Cái kiện này em lãi nhưng mà em lãi rất ít. Anh em lưu ý giúp em. 12 chúng ta sẽ đến với Nepa, toàn lấy công làm lãi thôi, toàn lấy số lượng ra để
để đè vào doanh thu thôi. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng 55. Con này một lớp mỏng. Chứ còn nhé, nếu mà giả sử bán mà kiểu cố để làm giàu, cố để lấy tiền ấy. Nói nốt con này á, 6572 cân nặng 60-68. Nếu cố để lấy tiền thì chắc chắn phải lọc những cái con giờ nót phây bán giá khác. À gì bán giá khác, đây bán đồng giá hết. 13. Chúng ta có gì? Chúng ta có Adidas size 115. Vừa nói xong. Đây ạ. Rộng vai 50, dài 70 và độ rộng bụng sẽ là 55. 1m65 đến 1m72 và cân nặng 60-70. Một con Adidas một lớp đẹp. Anh em đợi em chút nhé để em check xem. Nhà em đông khách quá. Kiểu cái câu chuyện đấy là lúc nào cũng có khách ở dưới ấy. Lúc nào phải check cam. Sorry anh em đợi em chút. Mã này của chúng ta sẽ là mã bao nhiêu hả Tiến? 13. R13. Con này sau like không hỏi lại nhá. Hàng của Adidas. 14. Một con dành cho nữ này. Con này dành cho nữ thế nên là em không mặc vào người đâu. Anh em nào mua về cho chị em, con này mới 99%. Để em lên form cho mọi người. Gió đẹp lắm, gió của Fila. Con này dành cho chị em nữ nào mà hay mặc size M ấy. Đây này, đẹp chưa? Mà nó mới chứ. Đấy, con này là áo của nữ. Tại sao áo của nữ em vẫn lấy? Đây, anh em nhìn từ cái khóa này. Mới đét này đẹp. Mới lắm. Size M nữ nhá. Ai mua thì mua. 15 ạ, Colombia. Đây, thương hiệu với những chiếc áo trị giá 4-5 triệu đây. Đây, và con này mới đét. Đấy, nếu mà giả sử bán để lấy tiền thì mấy con này phải bán 800 nghìn mới hợp lý được. 6572 cân nặng 60-68. Mà đa phần em lọc, em lọc kỹ lắm. Hàng Kulum, con này 4.3 triệu, 4.3 triệu, 4.4 triệu trên web. 3 lít. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì đúng là chỉ còn cái móc thôi. Mã này của chúng ta là hai lớp với mã R15 nhé, R16 đấy ạ. R16 chúng ta sẽ đến ngay với một em với rộng vai 44, dài 70 và độ rộng bụng là 52. Đây là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của bên Hàn, đó là thương hiệu K2. Và chúng ta sẽ tiếp tục với công nghệ Goltech. Tí em sẽ cho mọi người xem tem dưới, không mọi người lại bảo em giấu. Con này nó là 3 lớp, không phải 2 lớp đâu, một lớp gió, một lớp giữ nhiệt và một lớp lưới. Chỉ có áo chính hãng lên form nó mới đẹp này thôi. 6572 cân nặng 60 đến 68, 70 là hết cỡ. Nhưng 70 chỉ mặc được một con áo mỏng phía bên trong thôi. Quá là đẹp, quá là siêu phẩm. Mũ tháo rời được nhá. Đây nó sẽ có dòng chữ K2 Casu ở dưới này. Đẹp dã man rồi. Ôi con này, con này ngon đấy. Màu lại còn màu dễ mặc. 17 chúng ta sẽ đến với Nepa. Và con này là size S. Rộng vai 37, dài có 63 và độ rộng bụng 42. Nữ mặc được ấy. Em sẽ mặc khoác thôi nhé, con này em không cài đâu. Thực ra em cố mặc vẫn mặc được nhưng mà không nên như vậy. Đây à, nhưng mà con này không có eo, không giống con kia. Con kia là chắc chắn nữ rồi. Nhưng mà con này là nam size nhỏ này. Anh em nào mà dưới 63kg thì chọn mã này giúp em. Mới nhỉ, mới dã man rồi. Đây này, em nhìn cái tem. Đấy. Có phải tự nhiên em cho cái hàng này là hàng luxury đâu. Con này size S nhé. Và mã con này sẽ là mã 17, 18. Ui ôi, Lecap Sportit. Và nó vẫn là Goltech. Dã man không? Rộng vai 50, dài 75, độ rộng bụng 58, 68-75, cân nặng 65-75, con này size L. Mấy hôm nay em mới lên áo da nhá, anh em đừng hỏi áo da vội. Áo da còn phải đi xử lý chán anh em ạ. Lên mà nó nhăn nhăn nhìn nó bị kinh á. Anh em cứ từ từ. Em sẽ lên dần dần cho mọi người. Năm nay thì em không chơi giày. Năm nay thì chắc là bán nốt cái đống giày da, giày riếc các thứ thôi. Nhưng còn năm nay thì em không làm giày nữa. Giày thể thao năm nay nó fake nhiều. Làm nó mất uy tín anh ạ. Mới cả là năm nay kiểu nhiều, quá nhiều người họ nhảy vào cái thị trường high end ấy. Thế nên là em không muốn cạnh tranh về giày ấy. Con này 6875 cân nặng 6575. Hàng của Lecap. Khóa kép nha, nên là hơi khó cài khóa đấy anh em nhé. Ôi nhưng mà Tiến giảm nhiệt độ điều hòa xuống em. Ấn vào super giúp anh cái.
Mấy con áo này mặc xong thì dã man anh em. Cái khóa kép này em rất là ghét anh em ạ. Nó khó cài. Chả hiểu tại sao hãng nó vẫn làm như thế. Mã này mã 18, R18, chúng ta sẽ có mũ tháo ra được. Màu là màu đen, 19. Ui. Siêu phẩm. Nike sẽ mở. Dã man thật. Rất đáng tiếc là con này nó bị cắt tác ở bên dưới thôi. Nhưng ai chơi thì chơi thôi. Rộng vai 48, dài 68, một độ rộng 53. Một con Nike Running. Con này thì lại là một lớp mỏng này. Ôi nhưng mà đẹp. Phải nói là nó rất đẹp anh ạ. 6572 cân nặng 60-68. Con này mà ai không mua thì em sẽ để lại em mặc. Đây này, logo sớm út ở trên khóa khiếp. Nó quá rẻ so với giá trị kiểu sử dụng của bọn này ấy. 20 ạ, chúng ta sẽ đến với Crocodile. Và chúng ta sẽ đến ngay với một con Bomber. Rộng vai 47, dài 70, độ rộng 55. Với hàng của Crocodile, cá sấu của châu Á như thế này, thì chúng ta sẽ có form size khá là, cái khoảng size nó khá là rộng. Nếu anh em 65 đến 72 chiều cao và 60 đến 70kg thì sẽ mặc y hệt như em đang mặc. Nhưng nếu mà Bomber này chúng ta có thể mặc theo cái kiểu gọi là một cái con áo dành cho những anh em nào mà mặc kiểu form ngắn ấy, phồng giống kiểu Mỹ ấy, thì có thể 68-75, cân nặng 65-75, con này khoảng size rộng ạ. 21 La Fuma này. Hàn Quốc, khác gì hàng mới đâu. Rộng vai 42, dài 64, độ rộng 48, lại còn dòng titanium nữa. Quá kinh khủng nhỉ. Em kinh nghiệm của em liên quan đến high hand là mười mấy năm rồi ấy. Chẳng qua là 3-4 năm nay em mới bắt đầu bán hàng rồi, chứ còn em chơi cái hàng này lâu lắm rồi. Nhìn một con hàng không cần nhìn tem tác là biết nó chính hãng hay không ngay mà. Con này size M chuẩn nhé, 6572 cân là 60 đến khoảng 68kg là hết cỡ. Màu vàng. Và đây là mã 21 này. Performance. Đẹp lắm, nó đẹp từ cái khóa rồi. 22 chúng ta sẽ đến với HEAD. Thương hiệu này đọc là thương hiệu HEAD. Nghe giống mấy cái store của xe máy nhỉ. Rộng vai 45, dài 70 và độ rộng 50. Chúng ta sẽ có một em mũ không tháo ra được nhé. Mũ con này là gắn liền luôn. Form size là M chuẩn, 6572 cân nặng 60-70. Hàng quá dã man. Mặc mùa này là sẽ bị nóng anh em ạ. Mùa này. Em không biết là miền Bắc nói riêng và Hà Nội nói chung, à nhầm, miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng thì bao giờ sẽ lạnh. Nhưng mà chắc chắn với cái tình trạng nóng như này thì lạnh nó sẽ rất sâu. Mã này mã 22, chính vì thế nên là chuẩn bị trước đi anh em ạ. R23 ạ. R23 chúng ta sẽ đến với một cái con kinh điển nha. The North Face dài 100. Anh em đã bao giờ nhìn thấy một con The North Face nào mà cái lớp giữ nhiệt phía bên trong còn nguyên như này nhá. Rộng vai 50, dài 73, độ rộng 57. Màu cũng đẹp luôn ạ. Con này màu xanh. Anh em mặc con này thì đi mưa thoải mái nhé. Riêng cái lớp kiểu tráng như thế này mà nó còn nguyên như này thì không bao giờ nước mưa vào người được luôn. Đẹp chưa? 6572 cân nặng 60-70, hàng của The North Face. Và một cái rất quan trọng của hàng thùng, và nhấn mạnh là hàng thùng tuyển, một cái rất quan trọng đó là anh em biết là gì không? Là độ mới. Này cái túi đi kèm của The North Face để đựng cái áo này. Đấy cái túi, đến cả cái túi đi kèm nó làm xịn này. Áo này quá xứng đáng với cái giá 8-900 nghìn anh em ạ. Mã này của chúng ta sẽ là mã bao nhiêu? 23. R23. Ok. Size M, 6572 cân nặng 60-70. R24 chúng ta sẽ đến với Pro Spec Gotech chống nước tiếp, và con này là 3 lớp. Rộng vai 50, dài 78 và độ rộng 60. Đấy, anh em nào size L, XL này, 1m70 đến 1m80 và cân nặng 70kg trở lên và mắc là 90kg thì mặc mã này nhá. Cứ bảo không có áo có ấy chứ. Cứ bảo không có áo size to có đấy. Anh em một tạ cũng có thể bon chen được mấy cái con kiểu này đấy anh em ạ. Lưu ý kỹ giúp em những con size XL này, khoảng size rất rộng. Còn áo gió này thì size XXL. Thường thường nó sẽ là size 120, nhưng mà ở trong kiện nó ít ạ.
Đây là mã 24 Goldtech của Prospect. Ôi ôi rẻ nhỉ, 300.000 rẻ quá. 25, rộng vai 46, dài 72, độ rộng 54. Chúng ta sẽ đến với lê cáp. Đây, tem tác đầy đủ, màu đấy ạ. Có một vài con nó sẽ ở trong kiện nó đã không có mũ sẵn này nhé. Không phải là bọn em làm mất mũ đâu, mà trong kiện nó đã không có mũ sẵn rồi. Sáu năm, 72 và cân nặng là 60-68. Cứ thế mặc giúp em, độ mới bao check trên 90, bao mở hàng lên kiểm tra. Tiếp tục. Mã tiếp theo là mã 26. Con này thì em sẽ phải bán với giá 5 lít. Còn không thì em sẽ để mặc. Đây là một con NBA Jack and Zone. Một con áo nó đảm bảo rất nhiều thứ. Thứ nhất là thương hiệu to, bomber, form đẹp. Cái thứ hai ấy là Laker này. Và con này thì tại sao lại bán giá đắt 98%. Đẹp chưa? Ôi con này đẹp lắm. 5 lít nhá. Mà phải chuyển khoản luôn thì đơn mới đi. Hàng NBA này thì mới được đến như này thì bọn em có mở cả trăm kiện ra để may ra được một con như này. Thế nên là bắt buộc giá nó phải cao hơn. 26 ai chơi thì chơi thôi. 27. 27 chúng ta sẽ đến với Lê Cáp Sport. Rộng vai 42, dài 62, độ rộng 47, con này size S. Đương nhiên là tem mác đầy đủ rồi. Ôi con Wilson kia cũng đẹp. Hôm nay hàng đẹp nhiều lắm anh em. Dưới 1m68 và dưới 65kg. Đẹp như thế này cơ mà. 300. Em cao 1m73 và nặng 64kg. Anh em nhớ kỹ giúp em nhé. Đây cho anh em xem tem. Không anh em lại bảo là không có tem, không chịu sâu. Đấy kiểu gì nó chả có. Đây này. Mới như này làm sao cũng có tem. Tem hàng. Mã tiếp theo chúng ta sẽ 54321 Hugo Boss. À con này là Boss không, chứ không phải Hugo Boss. Rộng vai 48, dài 65 và độ rộng 55 với mã 28. 3 lớp cực kỳ dày dặn. Đây cho anh em xem form. Ôi dồi ôi nó đẹp. Nó đẹp điên luôn ấy. 6572 cân nặng 60-70. Nửa pilot, nửa pilot, nửa jacket. Giống kiểu form cổ thì là cổ của áo gió, nhưng mà form ở dưới thì lại là form của bomber ấy. Mà con này nó đẹp, thương hiệu to nữa chứ. Con này của Boss. Túi trong khóa IKK. À không, khóa này của Hugo Boss luôn. Này, anh em nhìn này. Khác gì hàng mới không? Đây. Mã cột mà kia. Đấy. Mấy con này phải bán 1 triệu. Đây là mã 28, 29 ấy. Lê Cáp. Em bán em vẫn để 300 nhé. Ai nhanh tay thì được. Rộng vai 50, dài 72, độ rộng 56. Nhớ này, là tất cả những siêu phẩm của nhà em thì chỉ săn ở trong cái lúc đang live thôi. Trong cái lúc đang live, tỷ lệ chốt đơn thành công nó còn thấp ấy, chứ đừng nói là sau live. 6572 cân nặng 60-70, hàng của Lê Cáp, mũ dấu. Thế nên là bắt buộc là theo dõi kênh nhà em là phải theo dõi theo kiểu lâu năm mới săn được một cái. 30, Wilson. Chứ nếu mà như nhà khác thì cứ hỏi đến mã nào là còn mã đấy. Xong là lượng lượt xem trực tiếp khoảng 1-2 người, thậm chí 10-15 người. Thế thì đã không phải là cường kia thân rồi. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng 54, chúng ta sẽ đến với Wilson. Từ từ nhá. À không, em tưởng con này mất mũ, mũ còn nguyên này. Mở chuẩn ạ, một lớp. Em nói thật bây giờ mà em thuê nhân viên để em like, lên like cũng được thôi, nhưng mà mọi người lại thích em lên like cơ. Thế nó mới cay. 6875 cân nặng 6575. Con này phải mặc size L anh em nhé, form rộng lắm. Wilson, thương hiệu to đấy. A à, Adidas với mã 31. Giá màn. Adidas đẹp này, bán 3 lít. Rồi. Điên mất. 6572 cân nặng 60 đến 68. Hàng của Asia chính ha. Dã man. Quá là dã man luôn. Dã man anh em ạ. Mã này cũng sau like không hỏi lại nhá. Đây là mã 31. R32 ạ. R32 chúng ta sẽ đến với Black ra. Con này thì
nó một lớp thôi nhưng mà nó vẫn chống nước bình thường. Rộng vai 42, dài 68 và độ rộng bụng sẽ là bao nhiêu? 46, một lớp mặc đơn giản đấy nhá. Vẫn chống nước đấy ạ, Gore-Tex đàng hoàng luôn cho anh em. MG hoặc S. 1m65, 1m72. À không, 1m65, 1m70 và cân nặng dưới 65. Hai túi khóa hai bên ngon lành. Toàn bộ tem của nó phần bên cạnh đấy nhá. Trong túi ấy, không anh em tìm tem ở bên trong hông không thấy thì anh em lại bảo nó không có tem. Tem tác đầy đủ hết. Đây, cho anh em xem cái tem trong túi của nó. Mấy cái khóa chống nước ấy thì nó sẽ có cái lớp gọi là lớp như này này để chống nước này, thế nên là cái khóa của nó sẽ hơi khó kéo hơn những cái con jacket bình thường một chút. Đây. Dã man nhỉ. Đây, em trồng đấy. Đó. Mã này MG hoặc là S mặc giúp em. Tiếp ạ. 33 ZX. Và chúng ta sẽ đến một con hàng Hàn cực kỳ đẹp. Một lớp. Rộng vai 46, dài 70 và độ rộng 53. Size M chuẩn. 65, 72, cân nặng 60, 70. Form con này thì dễ mặc. Được cái là rất mới. Đó. Thích những con mới đẹp đẹp này thì chọn mấy con này này. Em chắc chắn với mọi người luôn là mấy cái deal này cực kỳ hời rồi. Mấy cả khách nhà em được cái là không cần phải nói nhiều. Cây Smith 34, rộng vai 45, dài 70 và độ rộng 55. Cái nói nhiều nhất đấy là săn mãi không được một con, anh em bị tức. Chứ còn đã săn được thì không phải nghĩ luôn. Con này của cây Smith đẹp nhỉ. Màu này cũng khá là tươi đấy. Màu này để đi chạy bộ đẹp hơn đấy. 65, 72, cân nặng 60, 68. Con này thiết kế buồn cười cực. Khóa nó kéo dài hết cả phần viền cổ này luôn. Đẹp chưa? Đấy, áo thể thao mà gọi là rách kẹt nó phải mấy cái con như này thì lên nó mới đúng gu được. 35 Lê Cáp. Bọn này làm tem cứ vuông ấy nhỉ. Hai lớp ạ, rộng vai 45, dài 65, độ rộng 53. À, con này tay bo này. Không phải là dùng khóa dán mà dùng tay bo. Ôi, được cái con này mới lắm. Mới chưa? Mới nhờ. 65, 70, cân nặng 60, 68. Mới. Anh em nhìn cái bo tay này. Tại sao mà em đóng ra đóng vào nó khó thế? Bo tay nó đẹp như này cơ mà. 35 ạ, 36 ạ. 36 chúng ta sẽ đến với Spyler. Và chúng ta sẽ có một cái lớp giữ nhiệt phía bên trong còn nguyên. Rộng vai 50, dài 70 và độ rộng 55. Con này anh em biết ngon nhất là cái gì không? Đó là sự chất đét của con áo. Em mặc cho mọi người xem. Lại là khóa kép. Và rất ghét cái khóa này. Nhưng con này nó dày anh em ạ. Đây này. Mặc đi mưa thoải mái nhá. Khóa túi. Chống nước luôn. 65, 72, cân nặng 60, 68. Logo. Quá đẳng cấp. Điền mất. Mấy con đẹp như này em sợ là bây giờ mở ra bán hết rồi thì trong mùa đến lúc lạnh thì em không còn hàng mà bán. 37. Đấy, vừa nói xong New Balance. Con này nó 3 lớp nhá, lớp giữ nhiệt này, lớp gió và lớp lưới. Rộng vai 44, dài 76, độ rộng 56. Màu của con này cũng là màu cam đỏ chứ nó không hẳn là đỏ đâu. Con này cái lớp giữ nhiệt của nó thì anh em về anh em nhớ giặt qua giúp em nhé. Hàng New Balance. 68, 75 và cân nặng là 60, 70. Bởi vì con này là form dài. Con này cái lớp giữ nhiệt của nó ở phía bên trong hiện tại là đang... Từ từ nhé, để em xem. Không biết là... Cái lớp này ở bên trong không phải là của con này đâu anh em. Nó bị dính được con khác sang. 68, 75 là chiều cao và cân nặng là khoảng 60 đến khoảng 70 ạ. Nó từ con khác sang anh em ạ. Em nhớ không nhầm thì nó là từ con The North Face sang.
38 ạ, EXR. Và mấy cái con vỡ lớp giữ nhiệt chắc chắn em sẽ không lấy. Rộng vai 41, dài 60, độ rộng 46. Một lớp hàng của EXR và con này là size S. Chắc phải hơn 50 mã ấy nhỉ. Dã man không anh em. Hàng nhiều này chọn nó mới sướng. Dưới 1m68 và dưới 65kg. Mặc mã này giúp em. Hàng một lớp của EXR. Trông đơn giản này thôi cũng mấy triệu một con mua mới đấy anh em. Không rẻ đâu ạ. 38 ạ. Đây. 39. 39 chúng ta sẽ đến với một con New Balance, một lớp màu trắng. Màu trắng này chính là mới kén người đấy. Rộng vai 45, dài 64, độ rộng 50. Tại vì anh em kiểu nhìn thấy nó rất là hiện đại, sang trọng nhưng mà ngại vệ sinh anh em. Giữ. Mấy con áo này phải giữ, sợ nó bị bẩn ấy. Đây. 6572 cân nặng 60-68. Siêu phẩm đấy anh em. Đẹp điên luôn ấy. Nhưng mà nó màu trắng. Thế này con này anh em cân nhắc nhá. Mã này là mã 39 ạ, 40 đấy ạ. 40 Wilson một lớp, Wilson gốp luôn ạ. Rộng vai 42, dài 72, độ rộng 52. Thương hiệu đã to rồi. Này còn là một con áo sinh ra cho đánh gôn. À, chất vải của nó thì cực kỳ nịnh da luôn. Mỏng. Đấy anh em đi ô tô chọn mấy mã này này. 6572 cân nặng 60-68. Khóa khiếc, form viếc. Tất cả em đều test hết rồi nhá. Có lỗi em vẫn cho mọi người đổi bình thường. Nên mọi người yên tâm. Mặc dù hàng này là hàng thùng, hàng hai em thật nhưng mà em bao cho mọi người rất là nhiều thứ. Thế nên là mọi người yên tâm mà mua. Nepa 41. Rộng vai 50, dài 75 và độ rộng 57. Ui dồi. À, con này sao lại dính nhỉ? Em đợi em chút nha. Chả hiểu. Sao lại dính cái giấy dán vào đây em? Anh em đợi em chút nhé, để em bóc cái các bạn ấy ghi sai ghi số ấy. Xong là nó bị chắc là dính được con khác vào. Đợi em chút để em xử lý con này. Tiếp tục với một con form size L anh em ạ. Nepa và màu của nó đấy ạ. Con này thì em mặc là bị rộng. Thế nên là anh em mặc 68-75 và cân nặng 65kg trở lên mặc giúp em. 64 nha, mặc là bị rộng ấy. Con này cũng chống nước và nó là hai lớp nhá. Hàng của Nepa, mã 41. 42. 42 chúng ta sẽ đến với rộng vai 47, dài 73, độ rộng 52. Culon Sport. Đấy. Nhà em không bán hàng linh tinh đâu nhá, hàng toàn là những thương hiệu to thôi. Con này mũ dấu nhá. Và gió là gió một lớp. Sáu năm bảy hai cân nặng 60-70 ạ, bao tất cả cơ lỗi một lớp nhưng mà siêu xịn. 43 vẫn là Goldtech, con này ba lớp, cái tem trên của nó bị bong rồi nhưng mà nó bong tem là chuyện rất bình thường anh em. Goldtech, đợi em chút nhé để em xem thương hiệu gì. À lại là của Lê Cáp. Hôm nay nhiều Lê Cáp thế nhỉ. Con này 6572 cân nặng 60-70 này, màu xám đậm nhá. Ở lớp bên ngoài của nó thì siêu đẹp luôn. Túi tiếc các thứ ngon lành. Và nó rất mới anh em. Đấy là cái rất quan trọng. Mới đét and đẹp luôn. Còn cái phần tem trong của mấy cái con Goldtech kiểu như này này, mấy cái con kiểu Lê Cáp này thì nó làm bằng cái tem nhựa ấy. Thế nên là nó chỉ cần nứt ra một tí thôi là người ta sẽ bóc ra hết. Mã này mã 43. Ngon lắm, hai lớp, dày. 44. Cây Sweet. Bomber gió, siêu mỏng. Con này mỏng, mặc mùa thu thì đẹp. Con này mặc mùa đông thì em nghĩ là có khi là không chống được ấy đâu, không chống được lạnh đâu. Con này dành cho anh em size S nhé. Dưới 1m68 và dưới 65kg. Không chống được lạnh đâu. Con này chỉ chống được lạnh nhẹ thôi. Mà anh em nhớ này, những cái con gió mỏng như này thì anh em nhớ là nên mặc những cái con áo ở phía bên trong cùng màu nhé.
em mặc ngược màu ấy, nhìn áo nó hơi kinh. Nhưng mà mọi người nhìn này, phần cổ nó là lớp lưới dạng tổ ong nhé. Mã này là mã 44 ạ. 45, rộng vai 47, dài 70 và độ rộng bụng sẽ 51. Chúng ta sẽ tiếp tục với Nepa size M. Chia sẻ thật với mọi người một cái câu chuyện, đó là khi mà em đi search giá từng thương hiệu một ấy, thì em không thể tin được rằng là tại sao có những cái thương hiệu nhìn cái áo nó đơn giản lắm mà toàn 3-4 triệu một con mua mới. 65-72, cân nặng 60-68 tiếp ạ, Nepa. Ngày xưa em chỉ nghĩ con Columbia kia chắc ở giá web của nó chắc là cùng lắm là khoảng 1,8 triệu thôi, nhưng mà hôm sơ giá thì 4,7 triệu một con, không thể tin được. 46 ạ, The North Face. Đấy, và nhất là những cái bọn như này này, The North, The Nủng này, này cực đắt luôn. Rộng vai 45, dài 63 và độ rộng 50. Một lớp nhá. Và chất là chất co giãn nhẹ. 1m65. Con này màu xanh lơ. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60 đến 65. 68 thì nó sẽ thành form body. Thế nên là anh em cân nhắc, đặc biệt là những anh em nào mà người to thì. Tiếp ạ. Ui ôi, Bomber Playboy này, 47. Rộng vai 43, dài 63 và độ rộng 48. Hàng Playboy thì thôi, đến cái tên rồi đã thấy nó chơi rồi. Con áo này cũng là một con Bomber cực kỳ chơi. 65-70 và cân nặng là 60-68. Chỉ cần nhìn thấy cái logo hình chú thỏ mà có hai cái tai ấy là đã biết là nó xịn như nào rồi. Này, tay mới nhá. Đây, tem tag các thứ ở phía bên trong túi nhá. Đó, mọi người có thể tìm tem ở rất nhiều nơi. 47 ạ. 48 ạ, con này là hai lớp. Anh em nhìn con này chất. Trần bông. Chúng ta sẽ đến với một em của Bâu. Với rộng vai 48, dài 72 và độ rộng 56. Em mặc vào người thì anh em sẽ biết tại sao em lại chọn. Em là một người chọn áo Bomber cực kỳ có gu luôn. Đây, nhìn một con Pilot nhìn rất mỹ như thế này thì ai chẳng muốn chơi anh em này. Toàn bộ đây là theo hết nhá. Đây, nhìn gấu không? 68-75, cân nặng 65-75. Dạ, màn đẹp. 48 ạ. Mà con này nhá, nó không chỉ là một con áo bình thường, nó còn trần bông quả chám phía bên trong và mặc được hai mặt. Đây cho anh em xem. 300.000 cho một cái con trần bông dày như thế này. Đương nhiên là tem mác các thứ của nó phải đầy đủ rồi. Đây, túi phía bên trong này. Con này anh em mặc mặt này cũng được này. Đó, và nó dày, quan trọng nhất nó như một con phao luôn. 48 ạ, 49. Cái hình đằng sau này nhá, cái hình đằng sau của con này, em nói luôn là cái hình đằng sau này nó đang hơi xước xa một tí nhá, nên anh em cân nhắc nhá. Nhưng mà cái hình đằng sau này nhìn nó bụi lắm, bụi bặm này. Con áo nhìn rất chất. 49, rộng vai 43, dài 68, độ rộng 50. Nature Standard. Và đây cũng là một con trần bông quả chám, cộng với cả cái việc đấy là nó là một con Bomber với độ mới cực cao, nhưng con này size M thôi ạ. 1m65 đến 1m70 thôi. Đây, và cân nặng thì ra 60 đến 65 nữa. Logo, cái logo này xuất hiện trên rất nhiều áo phông của bẻ nè, và nó rất dày. Mã này của chúng ta là áo 49. 50, một siêu phẩm đến từ nhà Mercedes Benz. Anh em nhìn thấy một con áo của Mac kia. Và nó này, tem này, Made in Korea. Rộng vai 46, dài 67 và độ rộng 53. Mặc một con áo của Mac và đi xe Mac. Chắc là chất lắm nhỉ. Nhưng em lại không có xe Mac em đi. 65-72, cân nặng 60-70. Và chúng ta có gì? Anh em nhìn kỹ cái logo này. Nó in logo của Mac. Xe đẹp Ben, đó. Dã man không? Logo của Mac này. Mã này của chúng ta sẽ là 50 ạ. 51. Và chúng ta còn hai mã nữa thôi. Rất may không phải con số 53. Kappa.
Sorry anh em là em đọc tiếng hơi Việt hóa nhé. Kappa. Kappa 2 lớp với rộng vai 45, dài 68 và độ rộng 52. 2 lớp nhưng mà con này là 2 lớp dày anh em nhé. Dày lắm. Đây. 65-70 và cân nặng là 60-68. Con này đến 70-72 mặc sẽ bị ngắn đấy. Chiều cao là 65-70 thôi. Và con cuối cùng là một con Nike chui với mã 52. Một con Nike chui tem vintage. Rộng vai 50, dài 75 và độ rộng bụng là 57. Rộng bụng đến tận 57 cơ. Đây ạ. Gió chui nhá, hoodie ạ. Con này 68-75, cân nặng 65-75. Nike, logo sở mũ thêu. Con này trong kiện hàng. Ok. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã đến với kênh YouTube của Cường Người Thân. Và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai. Bye bye.